Chìm. Đây là thuyền chở máy ủi nha. Thuyền đang đi vào bến cảng đấy nha. Ái chà, ái chà. Ái chà, chà, chà. Thuyền khổng lồ. Đấy, thuyền đang đi trên sóng đấy. Thuyền đang đi trên sóng nước đấy. Đang đi trên sóng nước đấy, nào thử cẩu xem nào, vừa đi thuyền vừa cẩu này, đấy, chà chà, chà chà, chúng ta có một cái thuyền chở ô tô cảnh sát, đó là chiếc thuyền màu vàng, ôi chìm thuyền rồi, rồi chúng ta sẽ cho cái thuyền này đi nha. Đó. Thuyền chở ô tô cảnh sát và xe máy đấy. Chà chà, có chở được không? Nặng quá không chở được. Không chở được. Thử xem chở được không nha. À, không chở được. À, rồi chúng ta cho thuyền này đi nha. Nổi sóng lên. Đấy, cái thuyền đi sóng to gió lớn đấy. Ui. Ui, sóng đấy. Ui trời. Ôi, thuyền này đổ rồi. Thôi, thuyền chờ máy cẩu bị đổ rồi. Còn thuyền chờ ô tô cảnh sát là vẫn đi rồi. Chưa đổ. Đấy. Nào, đi nào. Nào, thêm. Này, chở thêm cái này, chở thêm xe máy nhá. Ô, chim rồi. Chim. À, thuyền máy cẩu vớt ô tô cảnh sát lên nhá. Nào, bắt đầu này, vớt nhá. Dín vớt lên nhá. Là cứu hộ xong rồi. Đấy, các bạn xem này, thuyền ô tô máy cẩu đã cứu được ô tô cảnh sát rồi nhá. Cứu lên thuyền này đấy nhá. Đó. Cẩn thận cả chìm nhá. Ui giời, khỏe. Thuyền của máy cẩu khỏe quá. Đó, cứu được ô tô cảnh sát đấy. Nào. Cứu xem nào. Nào, ô tô cảnh sát lên đây nhá. Ô tô cảnh sát đây lại giữa thuyền cho chắc nhá. Và đổ nha. Nào, cứu cái xe máy nữa. Cứu xe máy nha. Cứu rồi, để đây. À, để đây. Đây. Ô tô cảnh sát bên này. À. Xe máy ở đây. Cảnh sát đài. Cân chưa nào?
chưa cần chỉ cần một tí đó. Thuyền của chúng ta rất là khỏe nha, chở được máy cẩu nè, chở được ô tô cảnh sát nè, chở được cả xe máy nè. Thuyền hoành tráng chưa? Thuyền của chúng ta chim rồi. Thôi bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tớ nha. Xin chào tạm biệt.